Chào hết anh em này. Hôm nay Hùng Máy Sới lại lên cho anh em một con Robin E15. Con này là con đàn anh. Robin E15 thì anh em có thể là cày sới làm cỏ hoặc là làm sới nhảy, ok hết, tất cả đều ok. Nha, cày sới, sới nhảy làm được hết. Thì giới thiệu ra là con Robin E15 động cơ nguyên zin bản, không có chỉnh sửa gì nha, chưa bông chưa tháo gì hết. E15 thì nó rơi vào khoảng 4 ngựa. Thì tay lái xoay 360 thì mình cứ bật cái đây lên làm xoay nha. Đó, bật lên xoay này. Xoay 360 ok luôn. Ga. Con tổng. Còn cái đây là nó có 2 tầng. Đó, cái đây là nhanh chậm này, số tới số lui này ha. Còn tem mạc đầy đủ này ha. Con này rất là mới luôn. Bên đó chắc cậu quên xài. Đó, nhanh chậm. Đó. Tới luôn. Thì con này thành ra là kết hợp hai cái cần này thì nó có hai số tới và hai số lui anh em nhé. Cách sới đuôi anh em có thể tháo sới ra được này, rút cái ốc này ra tháo được. Đó, thì bây giờ mình test máy cho anh em xem nè. Con test nó nằm đây, đầu tiên cái kéo e ra giật rồi. Rồi ok. Giật phát nữa. Đó ha. Đây, vô sới nè. Đó, sới chạy luôn. Bóp con là nó đúng nha. Đây là vô số này ha. Bóp. Đó. Chạy luôn. Tới. Ha. Lui. Tới nè. Nhanh hơn. Dạ. Ok chưa?